chị hãy tự tin lên nào, hãy tiến sát lại sân khấu nào. Smart Game thôi. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự có mặt của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Du lịch Hahalolo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Văn Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo. Xin gửi tới các bộ huấn luyện viên, vận động viên của đoàn, quý vị đại biểu và quan khách lời chúc sức khỏe. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, các huấn luyện viên và các vận động viên. Em tên Nguyễn Trần Duy Nhất, là vận động viên đội tuyển voi quốc gia. Lời đầu tiên cho em gửi đến toàn thể mọi người lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em rất vinh dự được đại diện cho các vận động viên khu vực phía Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 phát biểu trong ngày hôm nay. Tại kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà Việt Nam lần này, chúng em xin hứa sẽ thi đấu tự tin, quyết tâm hết mình giành huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam. Vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, vì vinh quang của Tổ quốc, tham dự đại hội với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, lan tỏa tinh thần hình ảnh đẹp nhất về văn hóa, truyền thống con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, cũng như truyền tải thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Một lần nữa, em xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Mọi người đã rất cảm ơn và cầu viên Nguyễn Trần Duy Nhất và những tư chất hàng mới từ tư chính thanh đội tuyển của chúng ta. Xin chúc cho đoàn thể thao Việt Nam gặt hái được nhiều. Chắc chắn là trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ và nói lên
rất là nhiều về tâm tư của chúng ta, đúng không ạ? Một đám tay thật lớn để cùng chào đón lực sĩ Phó Văn Văn. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin mời em cùng về với hai cái video và tiếp tục theo dõi chương trình.
Dạ, có lẽ như là một ánh muốn mời rất nhiều. Muốn mời lên sân khấu nha. Vận động viên võ sĩ Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Phúc. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.